Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ công nghệ số, thời đại mà con người có thể dễ dàng sở hữu những thiết bị công nghệ thông minh, đặc biệt là chiếc điện thoại và hình ảnh nhiều người lúc nào cũng tay cầm điện thoại hoặc ngồi trước màn hình máy vi tính có lẽ đã trở thành hình ảnh quá phổ biến. Bên cạnh những tiện ích mà công nghệ số đem lại, thì việc lạm dụng thiết bị công nghệ trong nhiều gia đình hiện nay đã và đang dần làm mất đi sự kết nối gia đình. Là người tham gia kinh doanh theo hệ thống online, mỗi ngày chị Hiền ở phố Lê Lai, phường Lê Lai, thành phố Hưng Yên đều dành thời gian rất nhiều làm việc trên máy tính, điện thoại. Mỗi tối sau bữa ăn, chị lại tất bật với những buổi họp Zoom. Chị có thể kết nối với rất nhiều người ở các nơi khác nhau, nhưng trong chính gia đình chị, các thành viên lại có ít thời gian dành cho nhau. Tại vì tôi công việc của tôi yêu cầu phải có cả điện thoại, cả iPad, cho nên về những thiết bị công nghệ số là dùng rất là nhiều. Thường thường vì khi buổi tối về gia đình sum họp ăn cơm một bữa cơm thì tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi. Khi ăn cơm xong, chỉ 5-10 phút ngồi với con một lúc và trên mâm cơm ngồi tầm khoảng 30 phút. Đó là xong đó lại phải bắt đầu vào công việc vào buổi tối. Thường mỗi buổi tối thì bố cháu thì sẽ làm việc, còn mẹ thì sẽ vào Zoom và ngồi học ạ. Và hai anh em thì tự chơi với nhau ạ. Thì con cảm thấy là hơi buồn. Con có một mong muốn nho nhỏ là con muốn ba mẹ dành thời gian nhiều hơn cho con ạ. Không riêng nhà chị Hiền, mà có lẽ hình ảnh trong gia đình mỗi người một chiếc điện thoại, không nói chuyện, không giao tiếp với nhau đã không còn là chuyện hiếm ngày nay. Ăn điện thoại, ngủ điện thoại, thậm chí vợ chồng con cái nằm cạnh nhau cũng dùng điện thoại để giao tiếp với nhau. Mình cứ sử dụng điện thoại nhiều nó cũng cứ bị cuốn đi. Nhiều khi mà ngồi cạnh nhau á cũng sử dụng phương tiện thông tin là để nhắn tin cho nhau. Bố cháu, mẹ mình cháu rất là dùng điện thoại. Lúc đó là bố mẹ cháu chơi với cháu nhiều hơn. Không chỉ trong gia đình, mà ngay cả tại các khu vui chơi trẻ em, giữa những đứa trẻ đang hào hứng chạy nhảy cười đùa, vẫn là những hình ảnh ông bố bà mẹ ngồi lặng lẽ mỗi người một góc, tay cầm chiếc điện thoại. Thi thoảng, họ chỉ ngẩng lên để tìm xem những đứa con đang ở đâu. Chính điều đó đã và đang dần làm mất đi sự kết nối gia đình.